chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh việt nam tv thưa quý vị và các bạn thành công của một máy bay chiến đấu không chỉ phụ thuộc vào đặc điểm cơ bản và sức mạnh chiến đấu mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác không quân mỹ có một lịch sử hào hùng với thành tích hàng chục loại máy bay đã được nghiên cứu và chế tạo từ chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay tuy nhiên cũng chính vì vậy có không ít những loại máy bay đã được sản xuất nhưng chưa bao giờ tham gia chiến đấu vì nhiều lý do khác nhau giờ đây là những chiếc máy bay chiến đấu thất bại nhất trong lịch sử quân đội Mỹ do trang mạng Pomex đã tổng hợp. Thứ nhất là máy bay Bell P-59 Iracomex sản xuất năm 1942. Bell P-59 Iracomex là nỗ lực chế tạo máy bay chiến đấu phản lực đầu tiên của Mỹ. Tuy nhiên, so với các loại máy bay cùng chủng loại như là Gloster Meter của Anh hay là Messerschmitt Me-262, thì P-59 là một sản phẩm thất bại trong quá trình thử nghiệm P-59 cùng các loại máy bay sử dụng động cơ cánh quạt cùng thời. Mỹ nhận ra rằng chiếc chiến đấu cơ phản lực đời mới của họ thực chất lại không có gì quá vượt trội so với các loại máy bay sử dụng động cơ cánh quạt. Trong thực tế, trong quá trình kiểm tra Lockheed P-38 Lightning, Republic P-47 Thunderbird và một chiếc Mitsubishi Zero đã bị bắt giữ, họ phát hiện ra rằng P-59 không có lợi thế hơn các chiến đấu cơ động cơ piston thời bấy giờ. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp, các chiến đấu cơ động cơ piston lại vượt trội hơn hẳn một máy bay P59 mới. P59 đạt tốc độ 660 km/h ở độ cao 10 km nhưng lại tăng tốc chậm, không thể mang theo đủ vũ khí, cộng với động cơ không đáng tin cậy nhất. Do đó, tất cả những chiếc P59 được tạo ra chỉ được sử dụng để huấn luyện phi công chứ không phải là trong chiến đấu. Thứ hai là máy bay Ryan XF2R1 mươi 1946 là một nỗ lực tiếp theo để cải tiến Bell P-59 cho phép nó cất cánh từ bong tàu sân bay. Kết quả, máy bay Ryan XF-2R Dark được lai kết hợp giữa động cơ cánh quạt và động cơ phản lực, có thể tự do tăng tốc lên 800 km h Các thử nghiệm đã thành công, nhưng cá mập đen không may mắn sau khi kết thúc chiến tranh. Dự án đã bị đóng lại vì một lý do thiếu triển vọng cho công nghệ tua và chỉ dừng lại ở giai đoạn tiền sản xuất. Thứ ba, Máy bay Northrop EI-9 1972 Northrop EI-9 là một mẫu thử máy bay cường kích được phát triển dành cho chương trình AX, chương trình thử nghiệm tấn công của không quân Hoa Kỳ. Trước EIX đã thất bại trong cuộc cạnh tranh với Fairchild Replic a 10 được đưa vào sản xuất với tên gọi là A-10 Thunderbird II. Vào giữa năm 1966, không quân Hoa Kỳ đã thành lập văn phòng chương trình thử nghiệm tấn công AX vào ngày 6 tháng 3 năm 1967, không quân đã đưa ra yêu cầu về cấu hình vũ khí cho 21 nhà thầu quốc phòng dành cho chương trình thử nghiệm tấn công ấy. Mục tiêu là tạo ra một nghiên cứu thiết kế cho một máy bay tấn công có chi phí thấp. Mối đe dọa của các lực lượng thiết giáp Liên Xô và các hoạt động tấn công trong mọi điều kiện thời tiết đã trở nên nghiêm trọng hơn. Không quân Mỹ đưa ra những tiêu chuẩn về một máy bay có tốc độ tối đa 740 km/h, khoảng cách cất cánh là 1.200m, tải trọng ngoài là 7.300kg, bán kính nhiệm vụ là 460km và chi phí sản xuất là 1,4 triệu đô. Đơn giản và chi phí thấp cũng là những yêu cầu rất quan trọng. Với chi phí máy bay chỉ tối đa 1,4 triệu đô dựa trên hoạt động sẽ sản xuất ra hơn 600 máy bay. Hiệu suất bay thì đã được hy sinh khi cần thiết để kiểm soát chi phí phát triển và sản xuất. 6 công ty đã đệ trình các đề xuất lên không quân Mỹ vào ngày 18 tháng 12 năm 1970, không quân Mỹ công bố hãng Northrop Grumman và Fairchild Republic là hai công ty lọt vào vòng chung kết và sẽ chế tạo ra các nguyên mẫu máy bay yểm trợ hỏa lực cự ly gần dành cho chương trình thử nghiệm tấn công AX. Vào ngày 1 tháng 3 năm 1971, hai chiếc máy bay nhận tên chính thức là Northrop EA-9 và Fairchild Republic EA-10. Chúng sẽ được trang bị pháo nòng xoay 20mm M61 Vulcan vì pháo GAU-8 vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Việc lựa chọn công ty phát triển pháo mới cũng được thực hiện. Hãng General Electric và Ficofor sẽ chế tạo hai nguyên mẫu với giá trị bản hợp đồng 12,1 triệu đô. Bên cạnh việc phát triển pháo, còn có hợp đồng nghiên cứu chế tạo 4 loại đạn. Thứ nhất là đạn xuyên giáp gây cháy, thứ hai là đạn nổ gây cháy, thứ ba là đạn bán xuyên giáp nổ mạnh gây cháy và thứ tư là đạn huấn luyện. Trong khi đó, hãng sản xuất Hughes sẽ sản xuất một mẫu pháo khác mang tên GAU-9 nhằm đề phòng pháo GAU-8 có vấn đề. Họ đã mua bản quyền pháo 2 nòng 30mm 30 ly Oliskol 304 RF-30 để phóng tác. Ngày 15 tháng 1 năm 1973, hai nguyên mẫu pháo GAU-8 được mang tới trung tâm thử nghiệm ở căn cứ không quân Elin để kiểm tra độ chính xác và các thành phần chính trước khi nghiệm thu tốc độ bắn 4.000 phát trên một phút. Hãng General Electric Chế tạo pháo nòng xoay có 7 nòng trong khi pháo của Finkofor có 6 nòng. Vào ngày 21 tháng 6 năm 1973, hãng General Electric được tuyên bố thắng và giành giải thưởng trị giá 23 triệu 754 ngàn đô cho việc chế tạo 11 khẩu pháo GAU tiên sản xuất, 3 khẩu xét thử nghiệm chất lượng, 8 khẩu lắp trên A10. Xét về hình dáng bên ngoài, Nordrop EA-9 có thiết kế khá giống máy bay truyền thống với cánh đặt trên lưng và một cánh đuôi đứng động cơ của nó bố trí dưới gốc cánh và sát vào với thân. Trong khi đó, Fighter Rablis IA-10 thì lại rất khác. Với động cơ được đặt ở trên cao, phía thân sau và tách hẳn ra khỏi máy bay, nằm giữa hai cánh đuôi đứng, cánh nằm dưới thân và càng đáp chính nằm trong khối chứa nhô ra tại giữa đoạn cánh chính. Cả hai ứng cử viên của chương trình thử nghiệm tấn công AX được đem đến căn cứ không quân Edwards để đánh giá. trước IA-10 cất cánh ngày 10 tháng 5 năm 1972 do phi công thử nghiệm Howard Sam Nelson điều khiển. Còn IA-9 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 30 tháng 5 năm 1972 bởi phi công Leo Nelson. Các nguyên mẫu IA-10 và IA-9 thứ hai cũng thực hiện chuyến bay lần đầu tiên cùng năm vào ngày 21 tháng 7 và 23 tháng 8. Ngày 24 tháng 10 năm 1972, một nhóm thử nghiệm chung của không quân được gửi đến để đánh giá hai nguyên mẫu. Thành phần đoàn công tác gồm 3 phi công thử nghiệm đến từ lực lượng chỉ huy hệ thống không quân. Bên cạnh đó là các chuyên gia từ lực lượng chỉ huy hậu cần không quân và lực lượng chỉ huy huấn luyện. Nguyên mẫu IA-10 đã được không quân Mỹ ưu tiên hơn, do vị trí cánh thấp nên việc lắp vũ khí dễ dàng và nhanh chóng hơn. Ngoài ra, thiết kế đặc biệt của IA-10 giúp bảo trì dễ dàng và có khả năng xấu sót cao hơn so với Northrop IA-9. IA-9 cũng có những ưu điểm là vòng lượn nhanh hơn IA-10, hệ thống điều khiển tích hợp phanh gió với cánh lái giúp máy bay không bị trượt khi bổ nhào. Điều này giúp phi công giữ được góc ngắm trên mục tiêu mà không cần phải điều chỉnh máy bay, làm tăng độ chính xác cho vũ khí tấn công. Và cuối cùng, đến ngày 18 tháng 1 năm 1973, Fighter Rebels được tuyên bố chiến thắng và giành hợp đồng trị giá tới 159 triệu 279 ngàn đô la với thù lao khích lệ cho việc sản xuất 10 mẫu thử nghiệm và đánh giá của IA-10A, cộng thêm hai khung thần cho một số thử nghiệm mặt đất. Hợp đồng chế tạo 48 máy bay tiền sản xuất được ký nếu việc thử nghiệm pháo GAU-8 hoàn thành. Dự kiến không quân khi đó sẽ mua khoảng 600 phi cơ với trị giá 1,4 đến 1,5 triệu đô một chiếc, thời giá của năm 1973, thưa quý vị. Tốc độ sản xuất dự kiến của nó sẽ đạt khoảng 20 chiếc trên một tháng. Hãng General Electric thì nhận được hợp đồng trị giá 27 triệu đô để sản xuất 32 động cơ TF-34 dành cho 10 mẫu thử nghiệm và đánh giá. Sau đó thì Fighter Rebels và General Electric đã hợp tác cải tiến động cơ TF34 thành TF34GE100. Động cơ mới nặng nhưng lại rẻ hơn, hiệu suất và độ bền đều cao hơn động cơ cũ. Còn hai nguyên mẫu IA9 sau khi thua cuộc được đem đến NASA, nhưng NASA đã từ chối tiếp nhận chúng. Sau đó, chiếc máy bay Northrop IA9 thứ nhất mang đi trưng bày tại bảo tàng Air Force, còn trước IA9 thứ hai thì trưng bày tại bảo tàng Marsfield tại California. Cuối cùng, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một thất bại khác của không quân đó là máy bay Boeing X-32. Có đặc điểm kỹ thuật gần như là tương đương X-32 và máy bay F-35 ngày nay là hai dòng máy bay chiến đấu có vẻ như giống nhau hoàn toàn trên bản vẽ thiết kế. Thậm chí X-32 còn là chiếc phi cơ có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh vượt trội hơn so với máy bay F-35. Tuy nhiên điều đáng tiếc là chương trình chiến đấu cơ tiên tiến mập mạp X-32 của Mỹ đã không thể đánh bại được nguyên mẫu của chiếc chiến đấu cơ F-35 để giành quyền đi tiếp vào những năm đầu của thập niên 90, hãng Lockheed Martin có cơ hội rất lớn khi được lầu năm góc yêu cầu phát triển một chiếc máy bay phù hợp với nhu cầu sử dụng của cả không quân, không quân hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ. Ba khách hàng, ba yêu cầu khác nhau, nhưng chắc chắn lượng máy bay bán ra sẽ là một con số kỷ lục. Chưa cần tính tới việc xuất khẩu, chỉ cần hãng Lockheed Martin thịt được bao lớn kể trên, thì hãng này cũng đã có những lợi nhuận cực lớn. Tuy nhiên, miếng ngon thì không thể ăn một mình. Bên cạnh hãng Lockheed Martin còn có nhiều hãng sản xuất máy bay khác muốn chen chân vào hợp đồng này vì lợi nhuận của nó. Chưa cần phải tính kỹ cũng đã thấy lãi quá lớn. Một trong những hãng sản xuất máy bay có tiếng tăm và uy tín với quân đội Mỹ lúc bấy giờ là hãng Boeing cũng tham gia vào gói thầu này và trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với hãng Lockheed Martin. Yêu cầu của Lầu Năm Góc lúc bấy giờ là chế tạo ra một loại chiến đấu cơ có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của cả không quân, hải quân và thủy quân lục chiến. Mỗi phiên bản dành cho mỗi lực lượng đều có thể có thiết kế khác nhau, nhưng không được vượt quá xa thiết kế gốc ban đầu. Lầu Năm Góc cũng tính rằng có thể sẽ cần tới 20 năm trước phi cơ đời mới này mới được ra đời và yêu cầu một mẫu thiết kế vượt trội hơn tất cả các chiến đấu cơ thế hệ thứ tư và thế hệ 4,5 của Mỹ đang sở hữu lúc đó. Phiên bản X-32 gây được nhiều hứng thú hơn so với không quân Mỹ hơn cả. Với giá thành thiết kế, thử nghiệm và sản xuất thấp hơn, máy bay của Boeing hoàn toàn phù hợp với cả ba lực lượng bao gồm không quân, hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ. Phi cơ X-32 còn có khả năng bay được với vận tốc tối đa tương đương Mach 1.6, kèm theo đó là khả năng mang theo tới 6 tên lửa không đối không IM-120 hoặc 2 tên lửa không đối không và 2 quả bom trong hầm chứa vũ khí bên trong máy bay. Về mặt cảm quan, thiết kế của X-32 có vẻ khá chuối với phần cửa hút gió của động cơ rất to đặt ở phía dưới máy bay. Trước mồm của X-32 được thiết kế không khác gì so với kiểu sáng của chiếc A7 Concept. Khi đặt cạnh máy bay F-35, rõ ràng thiết kế của X-32 không có một chút nghệ thuật nào. Thậm chí nhiều nhà khoa học của Boeing từng tham gia quá trình thiết kế X-32 phải công nhận rằng đây là chiếc phi cơ xấu nhất họ từng thiết kế trong suốt cuộc đời mình. Ngoài việc có vẻ ngoài xấu xí và cục mịch, Boeing X-32 còn có điểm yếu hơn hẳn so với F-35 khi quân đội Mỹ đặt hai chiếc phi cơ này lên bàn cân. Đó là việc X-32 có chi phí phát triển quá lớn lớn gấp nhiều lần so với chi phí hoàn thiện của F-35. Có lẽ các kỹ sư của Boeing đã quá thật thà trong việc kê khai chi phí phát triển của chiếc phi cơ X-32, dẫn tới việc quân đội Mỹ quyết định chọn chương trình F-35 của hãng Lockheed Martin. Có thể coi, số phận của X-32 đã kết thúc chỉ vì vấn đề tiền nong. Dự án X-32 sau đó được chuyển sang cho cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Mỹ như là một chương trình dự bị. Hai chiếc X-32 đã tốn khoảng 800 triệu đô để ra đời, phục vụ cho việc nghiên cứu. Hiện tại, X-32 đã được đáp chiếu và trở thành một chiếc máy bay trưng bày trong viện bảo tàng. Trong khi đó, F-35 đang làm mưa làm gió trên thị trường máy bay chiến đấu khắp thế giới, dù giá cả của chúng không hề dễ chịu chút nào. Ngoài ra, F-35 cũng được nhiều chuyên gia đánh giá là chương trình máy bay chiến đấu tồi tệ nhất, đắt đỏ nhất và lâu nhất trong lịch sử hàng không quân dụng của Mỹ cũng như khắp thế giới. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo